Trong tập trước, Hàn Phong triệu tập các thế lực trong Hắc Giác Vực để thành lập liên minh. Tiêu Viêm ngay sau khi biết được thông tin đã lập tức đi đến phá đám. Trong lúc yếu thế, Hàn Phong được tên vụ hộ pháp của Hồn Điện ra mặt giúp đỡ. Tuy nhiên do số phận hầm hiu nên vừa xuất hiện thì lão đã bị Thiên Hỏa Tôn giả chế trụ. Sau đó bị Hàn Phong nhân cơ hội đánh lén thôn vệ mất linh hồn mọi người cùng theo dõi những diễn biến của tập sau nha. Theo linh hồn hiên hộ pháp nhập vào cơ thể, thân thể Hàn Phong nhất thời kịch liệt run rẩy. Một cỗ khí thế bàng bạc cuồng bạo từ trong cơ thể như long quyển phong quét ra, không khí xung quanh dưới lực áp bách cũng tiêu tán đi hoàn toàn. Hắc vụ nồng nặc cơ hồ che giấu được cả tâm thần, liên tục không ngừng từ trong cơ thể Hàn Phong trào ra. Mà theo khí thế tăng vọt, hình thể Hàn Phong cũng tăng lên một cách rõ ràng. Thậm chí, một chút năng lượng còn tạo thành bọt khí không ngừng chuyển động sôi trào trên da thịt. Vẻ bề ngoài của Hàn Phong lúc này làm cho người ta có cảm giác không rét mà run. Hiển nhiên, cắn nuốt linh hồn hiên hộ pháp, Hàn Phong chiếm được một cỗ linh hồn lực cực kỳ khổng lồ. Cỗ lực lượng này mạnh mẽ vô cùng, mặc dù là chính hắn cũng khó có thể hoàn toàn khống chế, cho nên vừa rồi mới xuất hiện năng lượng tràn đầy ra ngoài mà tạo thành năng lượng bọt khí như vậy. Hàn Phong đột nhiên xuất thủ đánh chết hiên hộ pháp, sau đó lại cắn nuốt linh hồn. Trong lúc này hắn cơ hồ không có chút chần chờ nào, hành động quả thực như nước chảy mây trôi. Vì vậy lúc mọi người phục hồi lại tinh thần đã cảm nhận được từ trong cơ thể Hàn Phong trào ra từng đợt khí thế bàng bạc. Để ta đối phó hắn, Tiểu Y Tiên ở một bên, hai tròng mắt nâu tím nhìn chằm chằm vào cỗ khí thế đang không ngừng tăng lên của Hàn Phong, nhẹ giọng nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, nói, để muội theo bên cạnh ta, vốn là muốn giúp muội khống chế ếch nan độc thể, nhưng lại không nghĩ tới, cũng là làm cho thời gian độc thể bạo phát càng ngày càng gần. Nếu là ngày nào đó đột nhiên xảy ra chuyện tình gì đó, ta làm sao có thể an lòng được, liếc mắt đưa tình xong chưa hả, nếu là xong rồi vậy hãy chuẩn bị chịu chết đi. Thanh âm hàm chứa sát ý vô cùng lạnh lẽo đột nhiên vang lên, cắt đứt cuộc nói chuyện của Tiêu Viêm và Tiểu Y Tiên. Hai người xoay chuyển ánh mắt, nhìn thân thể Hàn Phong đang huyền phù trên thiên không, quanh thân bị hắc vụ che giấu hoàn toàn. Giờ phút này, Hàn Phong tựa như đã từ từ tiếp thu được linh hồn lực lượng của Hiên Hộ Pháp, thực lực của hắn trong thời gian cực ngắn đã nâng vọt tới một trình độ cực cao, cảm thụ được lực lượng mênh mông trong cơ thể, kiên kỵ trong lòng hắn đối với Tiểu Y Tiên cũng theo đó mà tan thành mây khói, thay vào đó là sát ý lành lạnh khó có thể che giấu. Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng bước liên tục, đạp trên hư không chậm rãi bước về phía trước mấy bước, một cỗ đầu khí bàng bạc màu xám cho từ trong cơ thể như hồng thủy gào thét trào ra, quấn quanh thân hình xinh đẹp động lòng người. Từng cỗ hương khí nhàn nhạt như ẩn như hiện, độc trong đầu khí ẩn chứa lực hủ thực mãnh liệt làm cho trong không khí cũng truyền tới từng trận toàn ý khác thường. Hai tròng mắt nâu tím của Tiểu Y Tiên xẹt qua vẻ lạnh lùng, tay nhỏ vung lên, mênh mông đấu khí xám cho lượn lờ quanh thân gào thét chuyển động, tạo thành một quang mạc đấu khí khổng lồ trước mặt. Trước kia muốn đánh bại ngươi có lẽ có chút khó khăn, nhưng hiện tại, hồn ngâm, trên mặt hiện lên vẻ cười lạnh, thủ ấn Hàn Phong mạnh mẽ biến đổi, một cỗ linh hồn lực lượng cực kỳ mạnh mẽ từ mi tâm dữ dội tuôn ra ong. Ong, lúc linh hồn lực lượng của Hàn Phong bắt đầu khởi động, hắc vụ trường kiếm cũng kịch liệt run lên, chợt một đạo sóng âm kỳ dị từ trong đó đột nhiên khuếch tán ra, sóng âm lọt vào tai Tiểu Y Tiên, thân thể nhất thời khẽ run lên, cảm giác đau nhói từng trận truyền đến từ linh hồn, cảm thụ được đau đớn truyền tới từ linh hồn, sắc mặt nàng cũng biến đổi, hắc vụ trường kiếm còn có thể trực tiếp công kích linh hồn. Linh hồn bị thương, hai tròng mắt nâu tím của Tiểu Y Tiên trong nháy mắt xuất hiện một màng trống rỗng, mà hắc vụ trường kiếm cũng bắt được sơ hở này, hóa thành một tia chớp màu đen, đột phá trói buộc của vũ thủy, mang theo kình khí bén nhọn tàn nhẫn bắn về phía cổ họng Tiểu Y Tiên. Kình phong bén nhọn để lại một vết máu nhỏ trên cái cổ thon dài tuyết trắng của Tiểu Y Tiên, mà cũng trong một thoáng này, màng trống rỗng trong mắt Tiểu Y Tiên đột nhiên biến mất, hai tròng mắt vốn mang hai màu nâu tím, trong nháy mắt biến ảo thành một tím một xám. Giờ khắc này, phong ấn ếch nan độc thể lại một lần nữa mở ra, theo màu sắc hai tròng mắt Tiểu Y Tiên chuyển hóa, không gian trước mặt nàng đột nhiên bị bóp méo một cách quỷ dị, mà hắc vụ trường kiếm đang vọt đến như tia chớp, khi xuyên qua không gian vạn vẹo kia cũng không khỏi bị chụp lại. Thiên âm độc thủ, thanh âm không chứa chút tình cảm nào nhẹ nhàng vang lên từ trong miệng Tiểu Y Tiên. Chợt một đạo đấu khí bàng bạc màu nâu tím từ trong cơ thể nàng dữ dội tuôn ra, trong giây lát hình thành lên hai đấu khí cự thủ khổng lồ. Hai cự thủ khổng lồ đột nhiên gắt gao bắt lấy hắc vụ trường kiếm đang bắn tới. Đấu khí cự thủ khổng lồ màu nâu tím cùng hắc vụ trường kiếm lâm vào giằng co. Một lát sau, hàn mang trong mắt Tiểu Y Tiên chợt lóe, thủ ấn mạnh mẽ biến đổi, một tiếng quát nhẹ từ trong miệng ngọc vang lên. Tiếng quát vừa vang lên, đấu khí cự thủ khổng lồ trong nháy mắt bành trướng rất nhiều, chợt một tay bắt được mũi kiếm, một tay bắt được chuôi kiếm. Đấu khí màu nâu tím mang lực hủ thực mãnh liệt quấn quanh, trì hoãn tốc độ của trường kiếm, sau đó hai cự thủ đột nhiên gặp lại. Ta, thanh âm thanh thúy vang dội trên thiên không, chỉ thấy hắc vụ trường kiếm khổng lồ bị Tiểu Y Tiên bẻ gãy thành hai đoạn, đấu khí cùng với linh hồn lực lượng của Hàn Phong ẩn chứa trên trường kiếm cũng bị đấu khí màu nâu tím nhanh chóng hủ thực. Hắc vụ trường kiếm bị Tiểu Y Tiên mạnh mẽ hủy diệt,
Thân thể Hàn Phong cũng run lên, giữa cổ họng truyền ra một thanh âm buồn bực, cười nói, cũng không nhìn ra, một nữ lưu như ngươi thủ đoạn cũng không kém, bất quá mặc dù ngươi hủy hồn kiếm của ta, nhưng linh hồn kiếm quang này, sợ cũng không chịu nổi à. Tiểu Y Tiên gương mặt lạnh lùng, cũng không để ý tới lời của Hàn Phong, đầu ngón tay nhẹ nhàng kết ấn run rẩy mấy cái. Linh hồn kiếm quang quỷ dị này cơ hồ cũng không e ngại tầng phòng ngự đấu khí của nàng mà trực tiếp công kích lên linh hồn của nàng. Nếu không phải bản thân nàng là đấu tông cường giả, linh hồn lực lượng cũng là không phải là kém mà nói, sợ rằng lần này cũng phải bị đả thương không nhẹ. Giờ phút này, Hàn Phong cũng đã nhận thấy trong tay Tiêu Viêm đang từ từ tràn ra rất nhiều tiên năng lượng ba động kinh khủng. Lập tức sắc mặt hắn hơi đổi, thân hình vừa động, thân thể giống như thuấn di đột ngột biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lần nữa, lại ở vị trí cách Tiêu Viêm không xa. Song còn không đợi hắn vọt tới chỗ Tiêu Viêm, một bóng hình xinh đẹp nổi bật bám giết như giỏi trong xương xuất hiện ở trước mặt hắn, móng tay sắc bén màu nâu tím vung lên hướng lồng ngực hắn đâm tới. Bản thân bị ngăn cản, trong lòng Hàn Phong giận dữ, cước bộ nhẹ đổi, thân hình tránh thoát khỏi công kích của Tiểu Y Tiên, lại một lần nữa không buông tha phóng tới Tiêu Viêm. Song vừa mới lao ra được khoảng cách mấy bước, Tiểu Y Tiên lại một lần nữa xuất hiện ngay trước mặt hắn, cứ như thế mấy lần lặp lại. Khuôn mặt Hàn Phong nhất thời xanh mét, quát lạnh một tiếng, đấu khí mênh mông dữ dội tuôn ra, chợt như thiên mạc huyền phù trên thiên không, như phong lôi dậy lên một cơn lốc lớn trên bầu trời quét về phía Tiểu Y Tiên. Đối mặt với công kích trong trạng thái nổi giận của Hàn Phong, Tiểu Y Tiên cũng là không dám có điều chậm trễ, đấu khí trong cơ thể vận chuyển một cách nhanh nhất, ách nan độc thể giải phong cũng làm cho độc đấu khí trong cơ thể càng thêm kịch liệt, mà đó cũng chính là chỗ làn cho Hàn Phong kiêng kỵ nhất. Vì vậy qua mấy lần giao thủ, mặc dù hơi chiếm thượng phong nhưng hắn cũng không dám mạo hiểm. Trên bầu trời, hai đạo thân ảnh mơ hồ nhanh chóng xẹt qua xẹt lại, cường giả tầm thường căn bản ngay cả thân ảnh hai người cũng không thấy được, chỉ có người có nhãn lực sắc bén mới có thể nhờ vào ba động truyền đến từ trong không khí mới miễn cưỡng đoán biết được thân hình hai người. Thình thịch, một đạo năng lượng kịch liệt ở thiên không tạo ra âm thanh ầm ầm vang dội, đấu khí khổng lồ như pháo hoa kèm theo cơn lốc mang theo kình khí di động khuếch tán về hướng tây, mà hai đạo thân ảnh lần lượt thay đổi, cước bộ cũng dần dần trở lên cấp bách, lòng bàn chân hung hăng đạp mạnh trên hư không, mỗi một lần đặt chân, hư vô không gian lại truyền đến trận trận ba động, lặp lại vài chục lần như vậy, thân hình Tiểu Y Tiên rốt cục dừng lại, nhẹ nhàng thở hổn hển mấy hơi lau đi một vết máu ở khóe miệng, ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh như băng nhìn Hàn Phong ở đối diện, ống tay áo đã vỡ tan. So với Tiểu Y Tiên, ngoại hình Hàn Phong cũng hơi có chút chật vật, nhưng tổng thể mà nói, trải qua một trận chiến đấu bốc lửa làm cho người ta líu lưỡi lúc trước, thương thế xem ra nhẹ hơn rất nhiều so với Tiểu Y Tiên. Sau khi cắn nuốt linh hồn hiên hộ pháp, thực lực của hắn đã vượt qua Tiểu Y Tiên một bậc, thở dốc chậm rãi bình ổn lại, trên gương mặt Tiểu Y Tiên cũng từ từ hiện lên vẻ cười lạnh, nàng có thể cảm nhận được, phía sau cách đó không xa, một cỗ năng lượng nóng cháy kinh khủng dị thường cuồng bạo đã ngưng tụ thành hình. Trong mắt khẽ liếc, chỉ thấy được ở phía sau cách đó không xa, Tiêu Viêm đang đứng trên bầu trời, đôi cốt sực khẽ lay động, nơi bàn tay, một đóa hỏa liên ba màu ước chừng hơn một xích đang từ từ xoay tròn, mà theo đó không gian xung quanh đóa hỏa liên cũng không ngừng lan tràn ra nhiều tia năng lượng xé rách cả không gian làm cho người ta nhìn vào mà sợ hãi. Thấy ánh mắt Tiểu Y Tiên ánh mắt nhìn lại, Tiêu Viêm hướng về phía nàng nhẹ nhàng gật đầu, khóe miệng nhẹ nhàng mấp máy. Ánh mắt Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng chớp chớp, nghe thấy những lời truyền âm của Tiêu Viêm liền nhẹ nhàng gật đầu. Chết tiệt, hỏa liên trong tay Tiêu Viêm thành hình, Hàn Phong ở phía xa cũng đã phát hiện ra, lập tức sắc mặt trở nên khó coi rất nhiều, hung hăng mắng một câu ở trong lòng. Kết thúc tập này ở đây, mọi người đăng ký kênh để xem tập sau nha.